Khánh, Linh, lâu quá mới gặp lại hai cô. Cảm ơn hai cô rất là nhiều. Đây có phải là bạn chị đồng nghiệp 3 năm trước không nhỉ? Đúng rồi đó mày, tao nghe nói bây giờ chị ấy đã là chuyên gia về sức khỏe rồi đấy. Tôi thực sự biết ơn vì đã gặp được hai cô. Cảm ơn tất cả những sự việc đã xảy ra 3 năm trước. Chính nhờ những cái câu nói của cô mà tôi đã cố gắng nỗ lực hoàn thiện bản thân để có được ngày hôm nay. Hả? Ba chị này làm chung tổ với bọn mình nha. Xinh thì đúng là có xinh thật, nhưng mà còn phèn lắm mà chị à. Với lại chị nên nhớ, đã không cùng đẳng cấp thì sớm muộn gì cũng bị đào thải thôi. Thôi đi mày, chị có cần hỗ trợ gì thì cứ gọi tụi em nhé. Cái bà chị ở quê này nữa, tiếng Anh của chị cũng phèn như chị vậy. Vào đây trình độ như thế này thì làm sao mà làm được. Tôi đã nói với sếp rồi, cho cô nghỉ việc sớm, đỡ mất thời gian của tôi, đỡ mất công sức của chúng tôi. Tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng hơn. Tôi đã nói rồi, chúc cô tìm được nơi mới làm tốt nhé.